Ok đây. Cô chú ơi, sáng nay cho chị chuẩn bị đi sáng nay cho chị chuẩn bị đi học múa ba lê nè cô chú. Đây là cái bộ đồng phục cô đưa nè, sáng nay làm tóc làm đồ nha. Rồi trang điểm nữa nha. Chuẩn bị luyện tập hôm nay nữa là 2 tuần nữa là đi biểu diễn nè cô chú. Chị xin chào ông bà cô chú ơi. Làm gì trời? Rồi quay vòng múa đàng hoàng cho cô chú coi coi, nhảy quá à. Rồi muốn sao cô dạy làm sao đâu, làm sao đâu, làm cho mẹ coi. Chị xin chào ông bà cô chú đi chị. Xin chào cô bà cô chú. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay là thứ bảy nữa rồi mọi người. Đến hẹn lại lên đưa Chi đi học nhảy nè cô chú. Bây giờ Chi đi học nhảy xong rồi chiều nay sẽ đi ăn tiệc nha mọi người. Chi hôm nay có một cái buổi tiệc. Cùng đi thôi. Đây Tony. Why am I crazy? Xin chào cô chú. Let's go. Lạnh quá mọi người. Cái xe nó đóng đá rồi, ba Chi không có thấy đường chạy luôn mà. Phải lấy cái chai này xịt. Không được 1 độ nữa mọi người. Âm độ luôn. Mùa đông cũng cực quá trời luôn ha. À, sáng còn một chút xíu nữa. Lạnh như vậy nhưng mà một hồi trời nắng lên buổi trưa chắc là sẽ được khoảng 8-9 độ mọi người, sẽ ấm hơn buổi sáng. Chị học nhảy xong rồi nè cô chú. Ngày mai sẽ đến đây tập luyện thêm một ngày nữa cô chú. Rồi tuần sau là bắt đầu đi nhảy rồi đó. Next week. No, it's not next week, 2 weeks. À, 2 tuần nữa lần. Bây giờ ba chị muốn đi tới quán cà phê để ăn sáng mọi người. Tại vì sáng ra cũng gấp đó cho nên chưa có ăn. Bây giờ sẽ đến ăn sáng xong rồi đi về gói quà và chuẩn bị đi ăn tiệc. Ở đây cái góc này có cái cửa hàng bán đồ cũ á mọi người. Bán quần áo, dụng mấy cái đồ gia dụng, đồ bếp đồ gì đó, đồ chơi gì, cái gì cũng có hết á. Cái gì mà đồ cũ mà người ta không xài thì người ta đem tới đây tặng nha mọi người. Xong rồi cái tiệm này là sẽ bán và lấy cái tiền mà bán được đó sẽ làm từ thiện. Chi đây nè cô chú. Ê đâu, đâu có đi vô đó đâu, con đi cà phê mà. Cái quán cà phê bên góc này nè, ở cái giữa cái sân này là buổi xế chiều á sẽ mở những cái quán bar ở đây nè, mọi người ngồi ở ngoài đây. Mùa hè ở đây rất là đông luôn các bạn. Giờ mùa đông trời mưa này người ta có dựng cái lều này nè, ngồi trong đây tới tối tới khuya luôn á, đông lắm. Ở đây nè, những cái quán bar bên đây nè, có 3-4 cái quán bar luôn. Bây giờ sáng thì ta đóng cửa rồi. Cái quán cà phê ở trong đây nè cô chú. Bây giờ sẽ vô đây ăn sáng uống cà phê. Ăn sáng uống cà phê nhưng mà bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi đó mọi người. Ăn sáng uống cà phê xong rồi. Đông quá trời không biết có chỗ ngồi không nữa. Đi nhanh lên con. À, Chi vô quán là xem điện thoại nè cô chú. Thì nó không có ngồi yên nữa cho nên là ba phải cho Chi cái điện thoại. Chi go dance class again tomorrow. Chị con ép không đã đi. Chị ăn gì? Chi đang vẽ thiệp để tặng bạn sinh nhật nè cô chú. Ôi đẹp quá. Này. Giỏi rồi đó. Cái này là để mẹ cho cô chú coi. Cái này là Chi tự vẽ nha cô chú. Cái này là của mẹ nè. Nào. Cái này của mẹ nè.
Mẹ ngồi đây mẹ vẽ cho Chi nhìn vô, Chi làm, Chi vẽ theo. Đây Chi nhìn theo cái hình này Chi vẽ nè. Tới nơi nè cô chú, Chi đang cầm quà cho bạn nè. Đây ở trong đây nè mọi người. Đợi mẹ nữa. Chi đã đi ăn tiệc sinh nhật của bạn về rồi nè cô chú. Ở tiệc thì có đông người lắm cho nên là Kim không có quay phim mọi người. Bây giờ buổi chiều trời nắng thì cả nhà đi dạo vòng trong xóm nè các bạn. Một chút nữa chiều nay thì các anh của Chi sẽ qua chơi. Một tuần thì Chi chỉ đi học có 3 ngày thôi cô chú. Chi đi học thì mẹ cũng đi học luôn. Cho nên là mình chưa có đi làm được là như vậy đó. Bây giờ coi hai anh em đang làm gì nha cô chú. Cái đèn tối thui luôn nè. Ủa? No more movie? Rồi hai anh em ngồi trong cái lều vậy thôi hả? Trời ơi. Very cute. Đó, hai anh em ngồi trong cái lều tối thui vậy đó. Hồi nãy giờ mở cái máy kia coi phim. Bây giờ tối thui luôn. Đây nè cô chú ơi, hôm nay nhà mình sẽ ăn cái món thịt heo nướng. Nha, cái này người ta gọi là gammon đó mọi người. Là giống cái thịt heo muối vậy đó. Mình mua sẵn cái siêu thị đó, xong rồi về bỏ vô nướng thôi. Cái lát mỏng mỏng nè mọi người. Nấu ăn cho 5 người nhưng mà rất là khỏe các bạn. Mình không có xào nấu cái gì nhiều hết đó chị. Mình chỉ nướng thịt với lại khoai tây trong lò nướng. Và mình luộc thêm rau củ nữa. Mình luộc thêm cà rốt với lại bông cải xanh nữa. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Why have you got another dress on now? That's the third different outfit you've had on today. I don't want that. The third different thing you've had on today. I don't want that outfit. Ba Chi đang nói là sao mà thay đồ nữa rồi, hồi sáng giờ chắc là phải 3-4-5 bộ đồ gì đó. Chi nói vậy đó cô chú, nó ở nhà cứ một chút xíu lỡ lên thay đồ à, chút xíu lỡ lên thay đồ. Hoặc là nó đang làm cái gì cái nó nhìn thấy cái hình nào mà người ta mặc đầm mặc váy á. Đó, chạy lên nó mặc đầm mặc váy một hồi cái là nó xem tivi hay là gì đó, nó thấy người ta mặc cái bộ đồ khác cái là nó lên nó thay đồ khác rồi đó. Nó ngựa dữ lắm, ngựa cô chú, điệu dữ lắm, điệu luôn. Bữa tối mình đã làm xong rồi đó mọi người, bây giờ lấy rau củ luộc ra xong rồi là lấy khoai tây với thịt ra là ăn đó. Thường thì mình không có quay cái lúc mà mình đang ăn mọi người, ở nhà đang ăn á không có quay tại vì hai cái anh nhỏ kia không có thích quay. Rồi mình ngồi mình ăn á, mình quay mình thấy cũng kỳ kỳ, mình ngại quá, cái mình cũng không có quay nữa. Why did you put them over there? Right, come on, you lot, come sit in the dining room, please. Jake, go in the dining room. Okay, we've got to go and eat now, so go in there, please, with your brothers. Careful. Because when you're getting up and saying I need a piss. Right babe, can you tell me when you're ready and I'll put the chips on, okay? No, yeah, no. Right, okay. So this is for you, this is for me. That one's for me over there.
Which one's for the tea? Bữa tối đã xong rồi nè cô chú. Ăn thịt heo muối với lại rau củ luộc và khoai tây. Thịt heo đúng rồi. Và khoai tây chiên, nhưng mà mình không có chiên, mình để trong lò nướng đó mọi người. Nói như vậy là xong bữa tối rồi đó. Cái thịt heo này nó mặn sẵn rồi cho nên là mình sẽ không có chấm cái gì hết đó. Còn khoai tây chiên này có thể là mấy bạn nhỏ sẽ ăn chung với lại nước sốt, cái sốt cà chua đó. Rồi là xong. Ở bên đây ăn lạc lắm các bạn chứ không có ăn mặn như ở mình. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Bữa tối đã sẵn sàng rồi, xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Mọi người yêu thương gia đình em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.